Rồi, xin chào anh em. Những anh em thích chụp hình và quay phim bằng điện thoại à, chúng ta dùng một cái điện thoại để quay phim chụp hình thì nó sẽ bị giới hạn. Thứ nhất là chúng ta không có thay đổi khẩu độ được, nó có những một khẩu cố định mà thôi. Thứ hai là chúng ta sẽ bị giới hạn các cái tiêu cự ống kính à, mặc dù là có hiện tại có rất là nhiều cái máy ảnh có nhiều ống kính, 3-4 cái ống kính lận, nhưng mà nó vẫn bị giới hạn. Thì mình giới thiệu với anh em một thiết bị trung gian để chúng ta có thể gắn các cái ống kính khác, ống kính cổ xưa hay là ống kính tele vào trong cái điện thoại, và chúng ta có thể thay đổi được khẩu độ, có cái hiệu ứng khẩu độ, và chúng ta thay đổi được tiêu cự để có những cái hiệu ứng về tiêu cự. Đây là cái thiết bị ngàm Unlagi. Cái ngàm, cái adapter chuyển nó chỉ là đơn giản như thế này thôi. Thì cái này bản chất của nó là gì? Bên trong nó có một cái gương mờ. Thì chính cái gương mờ này nó sẽ làm cho khi mà chúng ta gắn cái ống kính vào thì cái gương mờ này nó sẽ giúp hội tụ cái điểm lấy nét trên một cái mặt phẳng, để mà cái điện thoại giống như khi chúng ta gắn như thế này thì điện thoại nó sẽ chụp lại cái ảnh mà đã hội tụ trên cái mặt phẳng đấy. Còn nếu như mà không có cái gương mờ này mà chúng ta dùng cách nào đó chúng ta gắn được cái ống kính vào đây á, thì nó sẽ không có nét đó. Cái điểm hội tụ cái khoảng cách cái mặt phẳng nét từ cái ống kính này qua đây nó không trùng với lại cái khoảng cách mà cái camera của điện thoại ghi nhận được đó. Thì công dụng của cái ngàm chuyển này là như vậy. Chúng ta sẽ gắn cái ống kính vào đây. Thì đây là cái ngàm chuyển, nó có ngàm sẵn, đây là cái ngàm để gắn các cái ống kính ngàm E của Sony. Thì nó cũng có những cái ngàm chuyển khác dành cho ống kính Nikon hay là Fuji hay là Canon. Còn ở đây thì mình chỉ mượn được cái để gắn ống kính ngàm E thôi. Chúng ta gắn vào đây đó. Rồi, còn đầu này thì chúng ta gắn vào một cái khay này có sẵn. Ở đây là mình dùng cái iPhone cho nên là mình gắn cái khay của iPhone. Chúng ta sẽ vặn vào trong cái khay, thì tùy theo cái ống kính nào mà anh em sử dụng, Android hay là iPhone hay là camera wide hay là như thế nào đó, normal của điện thoại, chúng ta gắn vào thôi. Đó, chốt nó lại. Đó, là như thế này. Rồi, như khi nãy mình nói á, thì ở bên trong cái ngàm này nó có cái gương mờ để nó giúp mà hội tụ ánh sáng khi đi qua ống kính, thì nó hội tụ ngay đúng cái mặt phẳng mà trên cái camera, cái ống kính của điện thoại nó sẽ chụp lại cái hình ở trên mặt phẳng đấy. Thì nếu như mà có nhiều cái cấu trúc của các cái ống kính khác nhau thì nó sẽ bị xê dịch cái mặt phẳng nét á. Thì chúng ta sẽ có một cái vòng ở đây vặn chốt ra và chúng ta sẽ điều chỉnh nó ra vào một chút xíu để chúng ta chỉnh cho cái mặt phẳng nét nó trùng với trên cái camera của điện thoại và chúng ta sẽ chụp nó sắc nét. Ok, khóa lại. Khi mà chúng ta chụp á, thì chúng ta lấy, dĩ nhiên là phải lấy nét bằng tay, lấy nét thủ công ở trên cái ống kính như thế này ha. Chúng ta lấy nét ở đây và trên này gọi là cái hình nó hiện trên cái điện thoại và chúng ta lấy nét thôi. Mình thích cái ngàm chuyển này để bởi vì là mình có khá nhiều những cái ống kính cũ ngày xưa, như là ngàm 42 của ống kính của Helios của Nga ngố, nó to, có những cái bokeh xoáy xoáy này kia mình thích, hoặc là những cái ống kính IS Nikon hồi trước đây thì mình cũng thích mà gắn vào điện thoại để có thể có những cái hiệu ứng khác, hay là một cái ống kính tele thò thục như thế này khi mà chúng ta gắn vào thì sẽ sử dụng được đa tiêu cự khi mà chúng ta chụp hình nhiều hơn. Thì với một cái ống kính như này thì chúng ta có thể thay đổi được cái khẩu ngay cái vòng khẩu trên cái ống kính đó, như đây đó, chúng ta thay đổi được khẩu để có cái hiệu ứng xóa phông hay là hiệu ứng bokeh xoáy xoáy đằng sau hậu trường hậu cảnh gì đấy, và chúng ta chỉnh nét trên ta trên cái ống kính này cũng tiện đó. Thì ví dụ như đây là cái ống kính của Hasselblad thì chúng ta sẽ chuyển ngàm qua cái ngàm E, rồi sau đó chúng ta gắn vào trong cái ngàm này thôi, thì cũng có những cái hiệu ứng và độ sắc nét của những cái ống kính cổ ngày xưa mình rất là thích đó. Rồi, ở đây là cái ngàm mà chúng ta chỉ sử dụng cái ngàm E của Sony thôi. Thì bây giờ mình không có cái này để sử dụng cho ống kính Nikon, thì mình chuyển qua một cái ngàm, thêm một cái ngàm nữa ở đây là AI One X này ha. Thì từ đây mình sẽ vào đây được đó, đây sử dụng ống kính Nikon đó. Ok, đó như vậy. Đây là ống kính 3514 của Nikon, ống kính IS ngày xưa đó, cầm như thế này rất là tiện và mình sẽ chụp hình bằng điện thoại vui vẻ đó. Anh em biết là cái bản chất của cái ngàm này, chúng ta có cái gương mờ bên trong để nó hội tụ ánh sáng lên cái mặt phẳng như khi nãy mình nói, cho nên là
nó sẽ lật ngược cái hình ở trên cái live view. Đây anh em thấy đang chụp một người mẫu bị ngược ngược hình ha, lấy nét bằng tay. Thì bây giờ chúng ta phải cài một cái ứng dụng bên ngoài. Ở đây mình cài là cái ứng dụng Filmic Pro để nó lật cái hình lại đó. Và nó có thêm nhiều cái tính năng khác nữa trên cái ứng dụng này. Đấy, ở đây nó có một cái chế độ để anh em có thể là biết là mình lấy nét hay chưa nè. Đó, cũng như là nó lấy nét thì nó sẽ màu xanh lên hay là màu đỏ lên, như đó tùy mình. Đó, bỏ đi. Đó. Thì mình nghĩ là nếu mà những người thích dùng điện thoại để quay phim hay chụp hình á, thì cái ngàm này nó sẽ có cái hữu ích gì? Chúng ta gắn các cái ống kính cũ hoặc là những cái ống kính mà nó tạo ra những cái hiệu ứng đặc biệt á, thì chúng ta sẽ có được những cái hình ảnh chụp hình bằng điện thoại. Và khi mà chúng ta dùng cái ứng dụng Filmic Pro á, thì có thể chúng ta dùng để live stream hay là quay video đó bằng điện thoại, nhưng mà chúng ta sẽ có được cái hiệu ứng thay đổi khẩu độ và hiệu ứng tiêu cực. Chúng ta sẽ dùng những cái ống kính đa tiêu cực khác, như ở đây chẳng hạn, tele chẳng hạn, thì chúng ta sẽ có được những cái đoạn phim hay là những cái hình ảnh nó hay hơn, nó kiểu nhiều hiệu ứng hay hơn là cái camera gốc của điện thoại đó. Rồi anh em có thể tìm mua ở Metrophone để chúng ta về nghiên cứu, nghịch ngợm và sáng tạo. Cảm ơn anh em.